Phần đầu tiên đó là định nghĩa hình chữ nhật. Các con nhìn nhá. Đây. Một tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Hình chữ nhật là hình gì? Là hình được định nghĩa hình học rằng tứ giác ABCD là hình chữ nhật khi nó có bốn góc A, B, C, D bằng nhau và bằng 90 độ. Hay còn gọi cách khác, hình chữ nhật là hình có bốn góc vuông. Vậy bây giờ ai hỏi các con hình chữ nhật là gì? Các con không còn trả lời theo kiểu hình dung nữa Mà chúng ta đã được trả lời một cách hình học Định nghĩa hình học Đó là tứ giác có bốn góc vuông Và chú ý cho thầy Có những nhận xét sau Nhận xét thứ nhất Hình chữ nhật cũng là hình minh hành Thật không nhỉ? thế mà quyền vời là hình bình hành đấy vì sao các con nó cũng có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau nhìn thấy chưa vậy hình chữ nhật của chúng ta nó sẽ có tất cả các tính chất hình học của hình bình hành nhớ ừ. lại tính chất hình học của hình hành cho thầy nhé